Thưa quý vị, một người đã thiệt mạng và một người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải lao vào đám đông đang tụ tập tham gia cuộc diễu hành gần thành phố Fort Lauderdale, Florida, Mỹ. Thị trưởng thành phố đã cho biết vụ xe tải lao vào đám đông trên là một vụ tấn công có chủ ý nhằm vào một nữ dân biểu. Vụ việc xảy ra ngay khi lễ diễn hành đang dành cho cộng đồng LGBT bắt đầu diễn ra vào tối ngày 19 tháng 6 theo giờ địa phương, tức sáng ngày 20 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Theo báo cáo, một chiếc xe bán tải màu trắng đã phóng nhanh theo hướng di chuyển của chiếc xe chở một hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mỹ. Tuy nhiên, xe này đã lao vào trụ sở của một doanh nghiệp, sau đó đâm trúng hai người, khiến một người tử vong và một người còn lại bị thương. Thị trưởng Fort Lauderdale cho biết, người có mặt tại cuộc diễu hành thông tin với truyền thông địa phương rằng chiếc xe đã đâm sượt vào xe của hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mỹ trong gang tấc, sau đó tông qua cổng của một công ty cảnh quan và đâm vào hai người. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các cảnh sát đang vây bắt một người đàn ông mặc áo phông trắng và đeo kính đen tại hiện trường. Cảnh sát địa phương cho biết hai người đã bị xe tải đâm trong lúc tham gia lễ diễu hành để ăn mừng sự hòa nhập và bình đẳng, nhưng không chắc chắn vụ việc có phải là một cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước hay không. Tuy nhiên, thị trưởng Fort Lauderdale cho rằng đây là một vụ va chạm cố ý. Tiếp tục bản tin là những thông tin đáng chú ý khác. Nằm trên vỉa hè, ngồi vạ vật giữa lối đi, tìm kiếm đồ ăn trong những thùng rác, sống trong tình cảnh màn trời chiếu đất giữa đô thị phồn hoa, đây là hình ảnh rất phổ biến của người vô gia cư tại New York những ngày này. Ngày nào trên con đường đi làm tôi cũng đi qua họ, thật là tồi tệ khi không thể làm gì để giúp đỡ những con người này. Người vô gia cư tăng lên cũng kéo theo sự gia tăng số vụ vi phạm trật tự xã hội. Ông Sandila có cửa hàng điện thoại nhỏ tại New York cho biết dịch bệnh hoành hành khiến doanh thu giảm tới 50%. Việc kinh doanh còn khó khăn hơn khi thỉnh thoảng ông bị làm phiền bởi người vô gia cư. Cứ mỗi góc phố lại có từ 5 đến 10 người vô gia cư, thỉnh thoảng họ lại vào cửa hàng của tôi và xin tiền khách và sẵn sàng gây gổ. Theo ước tính thì có 80.000 người vô gia cư ở New York, tức là cứ 106 người dân thành phố lại có một người vô gia cư. Phần lớn họ lui tới các khu tạm trú của thành phố. Ngoài ra ít nhất thì 4.000 người không có chỗ ở, phải ngủ ngoài đường mỗi đêm. Du lịch đình đốn, tình trạng thất nghiệp và đói nghèo vẫn ở mức cao. Các tổ chức xã hội đã kêu gọi chính quyền sớm có biện pháp tăng cường hỗ trợ nhóm người yếu thế. Tuy nhiên, các nỗ lực gặp phải nhiều trở ngại. Đến nay, New York vẫn đang phải chật vật đối phó với hậu quả của COVID-19. Và phù hợp với sự ủng hộ của chính phủ đối với hệ thống thương mại dựa trên quy tắc. Tuy nhiên, thông báo lưu ý thêm rằng Australia vẫn để ngỏ việc thảo luận trực tiếp với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này. Mối quan hệ thương mại giữa Australia và Trung Quốc ngày càng xấu đi khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới liên tục đưa ra các quyết định áp thuế cao đối với hàng hóa Australia. Rất nhiều mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Australia bị áp thuế quá cao hoặc bị đình chỉ nhập khẩu vào Trung Quốc như lúa mạch, sợi bông, thịt bò, tôm hùm, rượu vang, gỗ và than đá. Zuma Rivas bắt đầu chấp nhận thanh toán những túi trái cây cho khách du lịch bằng Bitcoin. Đây là một phần trong thử nghiệm mang tên Bitcoin Beach, nhằm biến thị trấn trở thành một trong những nền kinh tế Bitcoin đầu tiên trên thế giới. Vì phải tính ra đồng đô la Mỹ, chúng tôi phải trả giá rất nhiều để học cách dùng. Chúng tôi chẳng hiểu đô la Mỹ so với đồng clone. Tôi phải trả giá rất nhiều để học và hình dung về Bitcoin. Thật khó cho tôi, bởi vì vấn đề là họ nói rằng tiền sẽ biến mất. Tuy nhiên, việc sử dụng Bitcoin ở thị trấn này vẫn còn hạn chế. Ở những vùng quê như El Zonte, cách thủ đô San Salvador 49 km, kết nối Internet vẫn còn rất chập chờn. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một nền kinh tế mới, không phải ai cũng có thể mở tài khoản ngân hàng, vậy nên chúng tôi đã tạo ra Bitcoin, một loại tiền dễ di chuyển, dễ sử dụng, và nói cho cùng, nó là một phương thức trao đổi. Các nhà sáng lập Bitcoin Beach cho biết, việc sử dụng nền tảng Lightning Network cho phép thực hiện các giao dịch nhỏ lẻ đã giúp khắc phục một số trở ngại về kỹ thuật khi sử dụng Bitcoin làm tiền tệ thanh toán. Đây có thể cũng sẽ hữu ích nếu áp dụng trên quy mô lớn. Một nghiên cứu năm 2020 của Microsoft và Ngân hàng Phát triển Liên kết kết luận El Salvador có tỷ lệ sử dụng Internet thấp thứ hai trong số 20 quốc gia ở Mỹ Latin và Caribe. Ở các vùng nông thôn, cứ 10 người thì chỉ có một người có quyền truy cập Internet.
Thu nhập của El Zonte phụ thuộc vào dòng khách du lịch, đặc biệt là những người đến lướt sóng. Các cơ sở kinh doanh đều nhỏ, thậm chí đặt trong các túp lều cọ. Nước sạch không phải khi nào cũng có. Bất chấp cơ sở hạ tầng nghèo nàn, ba thanh niên Salvador vào năm 2019 đã bắt đầu dự án Bitcoin Beach. Dự án được hỗ trợ bởi Michael Peterson, người California, sau một cuộc hiến tặng ẩn danh Bitcoin. Họ nói rằng dự án đã thay đổi cuộc sống của người dân tại El Zonte bằng cách cho phép họ tiết kiệm, đầu tư và thu lợi nhuận tại một thị trấn mà không có cả chi nhánh ngân hàng gần đó. Khi tôi bắt đầu chấp nhận thanh toán qua Bitcoin, đã có thời điểm tôi có 10 đô la Mỹ và sau đó nó lên 15 đô la Mỹ. Sau khi tôi thấy giá trị của Bitcoin tăng và có lãi thì tôi cho rằng việc sử dụng Bitcoin là một điều cần thiết. Tôi bắt đầu tự tin hơn một chút. Ông Peterson năm ngoái nói rằng 90% gia đình trong thị trấn 3.000 người đã thực hiện giao dịch bằng Bitcoin. Ông cho biết những người trẻ tuổi trong thị trấn có suy nghĩ thoáng hơn với Bitcoin so với cha mẹ của họ. Tổng thống El Salvador đã lấy Bitcoin Beach làm dẫn chứng cho nguồn cảm hứng thúc đẩy ông áp dụng tiền điện tử trên toàn quốc. Quốc hội nước này hôm 9 tháng 6 đã chấp thuận sử dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay. VTCnow.net, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác, cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống. Với hàng chục triệu người dùng online, VTCnow.net là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 02 444 501 365.